Thưa quý vị, Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã mở đường cho nhiều chính sách mới phù hợp với sự phát triển năng động của thành phố. Trong đó, các cơ chế thí điểm về tài chính đang nhận được sự quan tâm của không chỉ những đối tượng hưởng thụ chính là các cán bộ, công nhân viên chức mà còn của giới trí thức, chuyên gia kinh tế. Đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hồ Chí Minh là một trong những dự thảo được nhiều người quan tâm trong thời gian qua. Dự kiến, thời gian thực hiện đề án thí điểm là từ ngày 1 tháng 4 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Câu chuyện ở đây ấy, là coi như là nó có giải quyết được cái vấn đề tạo động lực cho cán bộ công chức làm việc hay không, đó là cái vấn đề khác. Với những cái phân tích nghiên cứu của tôi ấy, thì chỉ ra rằng cái trục trặc lớn nhất của Việt Nam của chúng ta chứ không riêng gì thành phố Hồ Chí Minh, đó là cái vấn đề gọi là khuyến khích ngược, hay là người làm tốt bị phạt, những người làm những cái điều không tốt hoặc là những cái người ỷ lại thì là lại được lợi. Về vấn đề thi chi này, nó lên tới 2.342 tỷ. Nếu trong trường hợp này là chúng ta đặt ra thì như vậy rõ ràng một điều là trong cái tầm kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh vẫn làm thực hiện được vấn đề này. Nhưng tuy nhiên chúng ta phải có một cái lộ trình, chúng ta phải có một kế hoạch, và chúng ta lấy những cái nguồn nào để đắp vô trong những cái nguồn này thì phải là lên một cái cơ chế đặc thù chúng ta là nói riêng. Nhưng vấn đề về những chi tiết thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải đưa ra những hệ thống, và những cái thu này nó phải đưa vào trong cái vấn đề của chúng ta là về cái chính sách, và trong cái chính sách đó phải Hội đồng Nhân dân thông qua. Các chuyên gia cũng cho rằng sự thành công của các cơ chế thí điểm về tài chính cho thành phố Hồ Chí Minh phụ thuộc rất nhiều vào khả năng thực thi chính sách công tâm, tạo động lực cho người lao động và xóa bỏ cao bằng. Bấy lâu nay cái việc đánh giá cán bộ nhân viên chúng ta đó thì chúng ta còn mang tính cao bằng. Thực tế là trên cái thế giới người ta có cái bản mô tả công việc và bản giao công việc hàng tháng, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm như thế. Thì tôi nghĩ rằng tổng có một cái bản mô tả công việc cách cụ thể, trên cơ sở đó mô tả công việc cụ thể thì việc đánh giá cái công việc trên bản mô tả công việc đó nó sẽ chính xác hơn. Tôi nghĩ rằng là phải có cái cơ chế kiểm soát chéo trong đơn vị và chéo giữa các đơn vị với nhau. Bởi vì nếu không như vậy thì có thể tình trạng cái cách đánh giá và cái quan điểm của mỗi một thủ trưởng, mỗi một cái nhóm người ở những cơ quan sẽ có những quan điểm khác nhau. Thì làm thế nào để chéo, và chéo trên tinh thần là mang lại sự tích cực chứ không phải chéo trên tinh thần là tìm ra những cái lỗi. Ngoài dự thảo thí điểm về chi thu nhập tăng thêm, Nghị quyết 54 còn mở lối cho nhiều chính sách thí điểm quan trọng khác về tài chính như khả năng tự quyết một số vấn đề thuế và ngân sách. Dự kiến nhiều dự thảo quan trọng sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp giữa tháng 3 năm 2018.